Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một túi bột bắp. Túi bột bắp này là của nhà sản xuất hiệu Tuấn Phương. Và công dụng của em bột bắp này đó là chúng ta dùng để chế biến các loại thức ăn như nấu súp, làm nước sốt, chưng thịt hoặc chưng cá, các món xào và các loại bánh. Khi mà chúng ta làm bánh á, thường thường chúng ta chỉ cần bột mì đúng không? Nhưng không, mình thấy cho bột bắp vào, bánh của chúng ta sẽ được thơm hơn và được xốp hơn so với bánh mà chúng ta không cho bột bắp vào. Và công dụng của em bột bắp này, ví dụ như các món chè chẳng hạn thế, các bạn có, nếu mà nhỡ chúng ta không có những cái bột sắn dây ấy, hoặc là những cái bột mì, bột năng ở nhà, thì chúng ta có thể thay thế bằng bột bắp này cũng được. Hạn sử dụng của em này đó là vào 1 năm. Công nghệ sản xuất thực phẩm Tuấn Phương, địa chỉ khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Và ở trên này nhà sản xuất có ghi số điện thoại rất là to ở đây, chữ màu đỏ rất là to ở đây. Chúng ta có thể có vấn đề gì về sản phẩm hoặc là chất lượng sản phẩm hoặc là giá thành sản phẩm thì chúng ta có thể gọi điện trực tiếp đến nơi sản xuất của cái gói bột này. Khi chúng ta nấu ăn, chúng ta có thể là dùng cái bột bắp này để dùng làm nấu súp, nước sốt và các món xào rất là hợp. Chúng ta ví dụ xào thịt, chúng ta có thể ướp một chút bột bắp này vào rồi để xào thịt, hoặc nấu súp để chúng ta cho bột bắp vào để có tạo độ nhầy cho sản phẩm ấy, độ nhầy cho thức ăn. Và trọng lượng của cái gói bột bắp này đó là 400 gram các bạn ạ. Thành phần của gói này đó là tinh bột ngô, tinh chế từ hạt ngô. Sản phẩm này được mình thấy nhà sản xuất có ghi là tinh bột ngô, thì 100% được làm bằng tinh bột ngô, không có thêm bất kỳ các thành phần khác ở trong này. Và giá thành của sản phẩm thì mình thấy có khoảng trong dao động chỉ 10.000 thôi, được một gói 400 gram. Và cái này thì mua rất dễ ở các ngoài cửa hàng tạp hóa, thì mình thấy là mua cái sản phẩm này rất là dễ luôn. Trong tất cả các cửa hàng tạp hóa đều có bán sản phẩm này. Sản phẩm này mình thấy là khá là thông dụng với các bạn trẻ hay với các bạn mà đam mê nấu ăn. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.